Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, từ 18 giờ ngày 1 tháng 10 đến 18 giờ hôm nay 2 tháng 10, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 1 ca COVID-19 mới tại thành phố Vũng Tàu. Các tỉnh hiện chỉ có 5 bệnh nhân đang điều trị tại hai bệnh viện Bà Rịa và Vũng Tàu. Đến hôm nay không có bệnh nhân COVID-19 nào phải điều trị bằng kỹ thuật cao. Toàn tỉnh còn 96 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh đạt trên 99%. Do số lượng vaccine ngừa COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ đã được Bà Rịa Vũng Tàu tiêm hoàn tất, nên công tác tiêm chủng cho người dân, bao gồm cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên, đang tạm gián đoạn. Sở Y tế đã có văn bản đề xuất Bộ Y tế cấp bổ sung cho Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kế hoạch, công tác tiêm ngừa COVID-19 tiếp tục thực hiện trong tháng 10. Đến nay, toàn tỉnh có gần 139.000 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 14 vaccine ngừa COVID-19, chiếm tỷ lệ 13,36%. Gần 15.900 trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine, chiếm tỷ lệ 14,1%. Hơn 45.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, chiếm tỷ lệ 30,8%.